Luật an ninh mạng có thể coi là một cái đề tài rất là hot, và tôi nghĩ là chỉ đứng sau cái vấn đề về biểu tình ôn hòa nhưng một cách hết sức là bạo động diễn ra tại Phan Thiết gần đây. Và hôm qua ngày 12 tháng 6 thì Quốc hội đã có hơn 86% nhất trí và tán thành thông qua luật an ninh mạng. Nhưng tại sao lại cần phải có luật an ninh mạng, và người dân chúng ta được hưởng lợi gì từ cái bộ luật này? Thì như các bạn đã biết rằng Việt Nam là nằm trong top 10 những cái quốc gia thường xuyên bị tấn công mạng nhiều nhất trên thế giới. Và tội phạm mạng nó phát triển rất là nhanh, tình trạng nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng, tình trạng xuyên tạc và bôi nhọ này, vu khống này, xúc phạm nhân phẩm, vi phạm thuần phong mỹ tục diễn ra tràn lan. Mà cái cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia chúng ta thì là còn khá nhiều lỗ hổng, còn yếu kém. Chính vì thế là điển hình cho cái việc là mấy thành phần phản động ra sức sử dụng mạng xã hội này, xúi dục này, cổ suý này, kích động bạo loạn xã hội nhằm lật đổ chính quyền bằng hình thức biểu tình diễn ra gần đây. Đó chính là lý do mà tại sao chúng lại ra sức phản đối cái luật an ninh mạng, còn chúng ta thì lại phải cần cái luật an ninh mạng này càng sớm càng tốt. Tất nhiên là cái bộ luật an ninh mạng này quy định rất là nhiều điều, tuy nhiên là tôi có thể nói gọn lại cho các bạn dễ hiểu rằng là luật này ra đời giúp chúng ta có một cái cơ sở pháp luật để chúng ta bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia, bảo vệ dữ liệu người dùng và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như là tấn công mạng này, hay là gián điệp này, hay là khủng bố chống phá nhà nước, trộm cắp xuyên tạc thông tin, hay lừa đảo hay kích động. Và như vậy là cái bộ luật này ra đời không chỉ giúp cho đảm bảo được cái chủ quyền an ninh quốc gia trên internet, mà còn làm trong sạch, đem đến cái sự an toàn thông tin của người dân. Mặc dù là cái luật an ninh mạng này ra đời có rất nhiều lợi ích, thế tuy nhiên là dạo qua cái mạng xã hội thì tôi thấy rằng hầu hết mọi người chỉ quan tâm là liệu Facebook có bị đóng cửa hay không, hay là Google liệu có rút ra khỏi Việt Nam hay không. Và thậm chí là một số cái thành phần có thể coi là thuộc loại là ăn đường sóng nói đường gió, thì lại cho rằng là đây là cách mà chính phủ bịt miệng người dân đi ngược lại với cái xu thế 4.0 của thế giới. Nhưng mà thực tế thì sao? Từ tháng 7 năm 2017 thì là Google và Facebook đã đặt hàng ngàn máy chủ tại Việt Nam và liên kết với hầu hết các doanh nghiệp lớn trong nước như là Viettel hay là VNPT hay là FPT. Không những thế, Facebook và Google lại còn được hưởng những cái đặc ân là họ không phải trả cái tiền gọi là thuê cái chỗ để đặt cái máy chủ đấy. Và những cái máy chủ lưu trữ hệ thống thông tin này ấy, đặt tại Việt Nam giúp cho cái người Việt Nam, khách hàng Việt Nam họ truy cập vào Google và Facebook nhanh gấp 2 lần so với cái việc là phải đặt máy chủ ở nước ngoài do không phải kết nối với mạng quốc tế, đúng không ạ? Và nhờ Việt Nam là một quốc gia có cái dân số rất là đông, cái tiềm năng phát triển dịch vụ quảng cáo rất là lớn, và như vậy thì dù luật có chặt hơn nữa thì Facebook và Google cũng không bao giờ có thể bỏ qua được cái miếng bánh béo bở như thế này. Mà không chỉ có Việt Nam mà 18 quốc gia khác, trong đó có rất nhiều quốc gia thuộc WTO như là Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp này, hay là Đan Mạch hay Phần Lan hay Indonesia hay Nga hay Trung Quốc cũng đều có quy định là phải lưu trữ máy chủ trong lãnh thổ của quốc gia họ. Và tất nhiên là Google và Facebook cũng đều phải chấp nhận luật chơi khi mà họ muốn kinh doanh ở trên lãnh thổ của một quốc gia khác. Rõ ràng là luật sinh ra để bảo vệ người dân trên không gian mạng. Nhưng mà những cái kẻ nào mà cái kêu gào là bộ luật này bịt miệng hay là mất tự do, mất dân chủ, hầu hết là những cái kẻ mà chuyên những cái làm điều sai trái, vi phạm pháp luật, nên mới phải sợ cái bộ luật này đến như thế. Vì trong là bộ luật này quy định rõ là chỉ khi nào xảy ra tội phạm hoặc là điều tra các cái hoạt động vi phạm pháp luật thì cơ quan chức năng họ mới yêu cầu các doanh nghiệp là phải cung cấp thông tin liên quan đến các cái đối tượng đó. Vì như vậy thì nếu chúng ta sống đàng hoàng, chúng ta tuân thủ pháp luật, chúng ta không bao giờ phải sợ cái điều này, mà không có cơ quan chức năng nào lại đi kiểm soát thông tin của chúng ta trên mạng internet nếu như chúng ta là những người công dân mà chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Và tôi cũng khẳng định với các bạn rằng là không chỉ có Việt Nam mới có cái luật an ninh mạng, mà tại Đức khi mà bạn truy cập vào Facebook thì ngoài việc bạn đồng ý với các điều khoản mà Facebook đưa ra thì bạn cũng phải chấp hành các cái quy định về luật an ninh mạng của Đức chuyên về mạng xã hội, viết tắt là NetzDG. Trong đó thì quy định các cái chế tài về các cái tội danh, ví dụ như là âm mưu sử dụng bạo lực để lật đổ an ninh quốc gia, hay là hướng dẫn xúi dục người khác sử dụng bạo lực đe dọa đến an ninh quốc gia, tội giả mạo thông tin gây ảnh hưởng đến đối ngoại này, hay là hình thành các cái tổ chức tội phạm này, khủng bố trong và ngoài nước, hay là sưu tập các cái thông tin về các cái tổ chức này, tội xúi dục bạo lực hận thù này, tội nhục mạ tín ngưỡng này, tôn giáo này, hay phân phối hay mua bán hay sở hữu các cái nội dung khiêu dâm thì đều bị cấm hết. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái luật an ninh mạng của Đức thì nó có rất nhiều nét tương đồng với cái luật an ninh mạng của Việt Nam, và chúng ta có nhận thấy rằng là nước Đức thì vẫn cứ phát triển, quyền con người vẫn cứ đảm bảo, vẫn hội nhập và không có hề có cái sự thụt lùi nào trong kinh tế và chính trị cả. Và cũng giống như ngoài đời ấy, thì internet cũng là một xã hội, và rõ ràng là dù nó là xã hội ảo nhưng nó lại có tác động rất sâu rộng đến xã hội đời thực.
Và vì thế nên là các cái quyết định về pháp luật để đảm bảo an toàn Internet là một cái nhu cầu thiết yếu. Và chúng ta cũng nhận thấy là cái bài học nhãn tiền về cái việc mà phản động xúi dục nhân dân biểu tình bạo loạn xong là phá hoại các cái tài sản quốc gia như vậy là một minh chứng cho cái nhu cầu của cái bộ luật như thế này. Và tôi tin rằng là nếu như chúng ta thông qua cái luật an ninh mạng như thế này thì đất nước chúng ta sẽ trở nên yên bình hơn, an toàn hơn, thì chúng ta có thể hoàn toàn tập trung vào cái việc xây dựng phát triển kinh tế, biến cái đất nước này trở thành một cái nơi đáng sống như mà chúng ta đã thàng mong đợi.